Xin kính chào quý vị và các bạn. Vài tháng trở lại đây, thời tiết thuận lợi cho bà con xã Bảo Ninh của Quảng Bình ra khơi và trúng đậm cá ngừ, cá nục. Các tàu đánh bắt theo luồng cá nên đi dài ngày, có thuyền thu về hàng tỷ đồng. Thời tiết những ngày tới ở vùng biển Quảng Bình cũng như toàn khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Khánh Hòa vẫn khá tốt. Trời nắng nhiều, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió ở đây là cấp 3, cấp 5 và độ cao sóng từ 1 đến 3 mét. Trời yên, biển lặng, hy vọng sẽ giúp cho bà con có thêm nhiều chuyến biển bội thu. Thời tiết ở vùng biển huyện đảo Hoàng Sa chiều và đêm nay cũng rất đẹp. Trời không mưa, gió ở đây cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, an toàn cho các hoạt động. 2 đến 3 ngày tới, thời tiết ít có sự thay đổi. Trong khi gió Tây Nam còn hoạt động mạnh ở vùng biển Ninh Thuận xuống đến Bình Thuận và phía Tây của huyện đảo Trường Sa, cảnh báo chiều nay gió ở đây là khoảng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trên đất liền Trung Bộ chiều nay, ở Quảng Trị, Khánh Hòa và Ninh Thuận thì trời nắng nhiều và nóng với mức nhiệt phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Còn khu vực từ Thừa Thiên Huế xuống đến Phú Yên, nhiệt cao 36 đến 38 độ và có nơi là trên 38 độ. Ngày mai, vùng nóng sẽ còn mở rộng ra đến khu vực Hà Tĩnh. Dự báo nắng nóng ở Trung Bộ khả năng sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 18-19 tháng 8. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.